Biết bố người yêu làm thuê cho nhà mình, chàng trai vội vàng cho ông nghỉ việc. Người đàn ông đó anh nhìn có chút gì đó quen quen. Thế rồi anh sững sờ khi nhận ra đó chính là bố của bạn gái mình. Chuyện tình của nhiều cặp đôi là thanh mai trúc mã, cũng không ít những cặp đôi đại gia và cô bé nghèo. Gia đình anh không đến nỗi là một gia đình quá giàu có, thế nhưng cũng đủ để cho anh cảm thấy rằng mình không thua kém bất kỳ ai trên đời này. Còn người yêu anh thì lại hoàn toàn khác, bởi vì cô ấy là một cô gái vô cùng tốt, ngoại trừ việc gia đình cô gái ấy của anh lại quá nghèo. Anh chưa từng quá quan tâm đến gia đình bạn gái mình, bởi bản thân anh hiểu rõ vô cùng lý do tại sao anh yêu người con gái đó. Đây chính là một người con gái anh yêu thương, một người con gái tốt bụng và xinh đẹp. Quen biết với em cũng được gần 4 năm rồi mới tiến đến ngỏ lời. Mãi về sau em mới đồng ý gật đầu làm bạn gái, khiến cho chàng trai như anh hoàn toàn trông đợi vào tình yêu ấy. Tình yêu của hai người cũng ngọt ngào lắm như biết bao cặp đôi khác. Gia đình vô bóng nghèo nhưng anh cũng chưa bao giờ ngỏ ý dành cho tiền cô. Bởi anh hiểu bạn gái mình, cô gái ấy sẽ không bao giờ nhận tiền của anh chỉ để thỏa mãn niềm vui của mình. Một cô gái vô cùng có lòng tự trọng và hiểu biết khiến anh càng tin tưởng mình đã chọn đúng người để yêu thương. Thế rồi, đợt này bố anh thuê thêm nhiều người làm thuê lắm. Đẹp ông việc bốc phát ấy vô cùng vất vả vậy, mà cứ có một người đàn ông đã có tuổi đến để xin việc làm. Sau bao nhiêu năn nỉ thì bố anh thương người nên cũng giữ lại. Người đàn ông đó anh nhìn có chút gì đó quen quen. Thế rồi anh sững sờ khi nhận ra đó chính là bố của bạn gái mình. Chưa được giới thiệu chính thức với bên gia đình nhưng anh cũng đã nhìn thấy bố bạn gái qua những bức ảnh. Thế là anh vội vã đến nói với bố của cô lựa lời cho ông xin nghỉ. Cháu chào bác ạ, đây là 1 triệu tiền cháu cảm ơn bác đã làm cùng với gia đình nhà cháu. Nhưng công việc này nặng ngập quá nên cháu nghĩ bác đêm nghỉ thì sẽ tốt hơn ạ. Tôi không làm việc web sao, tôi có thể cố gắng mà. Gương mặt người đàn ông hoảng hốt càng khiến anh thêm khó xử. Anh nhìn bác điềm tĩnh trả lời, không phải thế đâu ạ. Bởi vì cháu thấy bác cũng có tuổi rồi, công việc này cần dùng quá nhiều sức như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Mà con gái bác biết chuyện này cũng sẽ không vui đâu ạ. Cảm ơn cậu. Bố bạn gái bỏ về với gương mặt tự buồn. Anh chỉ sợ mình đã gây ra lỗi thì thôi, coi như đi đời với người bố vợ tương lai. May quá anh thấy bác đi rồi lại nhẹ nhõm. Bất ngờ thay chỉ sau 2 ngày bố người yêu lại đến trước cửa nhà anh tìm anh. Vừa đến ông đã tay bắt mặt mừng nói với chàng trai, may quá hôm đó cậu cho tôi nghỉ. Vừa về nhà con gái tôi lại báo máu tìm cho tôi được một công việc bảo vệ khá nhàn mà lương cũng khá. Chứ nó dặn tôi suốt không được đi làm mấy việc nặng ngập đấy. Vậy hàn bác, thế thì mừng quá rồi. Vừa định đến cảm ơn cậu sớm hơn mà hay hôm nay đi làm chưa qua cậu được. Giờ tôi báo lại tin cho cậu như thế cho cậu cùng mừng với tôi và cũng đỡ bị ái náy vì cho cơ nghỉ việc này không đó nữa. Dạ, cháu chúc mừng bác. Với bạn gái cứ thế ôm chầm lấy anh bất ngờ nhưng cũng thấy vui lắm. Anh nghĩ rằng đây cũng được xem như là một cơ hội để cộng điểm cho bản thân trước mặt bố bạn gái. Ít nhất thì kiểu gì anh cũng sớm có được cái gật đầu từ bạn gái và được cả gia đình nhà gái ủng hộ. Làm thế nào cũng cần được bố mẹ hai bên chấp thuận thì như thế mới vui vẻ được. Lần này anh đã yên tâm hơn rồi. Hy vọng sớm sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc trong tương lai với cô gái mình yêu thương đó.